được ăn nầm dê ngay tại lò quay. Hôm nay mới có dịp được ăn. Nguyên tảng ba chỉ nha mọi người ơi. Đây là cái miếng thịt mà ngon nhất được trong cái phần của con dê quay mọi người ơi. Sướng. Vào bụng dê. Nguyên liệu cụ thể như thế nào dung dê đã chia sẻ ở những video trước, mọi người có thể xem lại. Đã xong, tiếp tục may bụng dê để bỏ lên lò. Đường may phải đều chắc chắn để nước không chảy ra và giữ được hơi nóng bên trong, giúp dê căng chín đều. Đây là nước màu thần thánh giúp dê vừa giòn lên màu đẹp. Tắm cho một em dê Ngọc Trinh. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng nếu tắm không đều sẽ loang lỗ ngay, chỗ đậm chỗ nhạt. Khoảng 350ml nước màu sẽ lau được hết con dê. Mọi người muốn mua nước màu liên hệ dung dê nha. Muốn dê lên màu đều ở nách và khuỷu chân không bị cháy thì bước định hình này không thể bỏ qua. Cho em nó lên lò thôi. Thử quay mồ hôi chặt mặn. Thương em rồi, nhớ đợi nghe em. Mình vừa ca một câu dân ca xứ Nghệ cả nhà. Tại vì hôm nay ngày sinh nhật của Bác Hồ nha, 19 tháng 5, một ngày rất là ý nghĩa, một ngày chắc có lẽ là đẹp tuyệt vời nhất trong năm. Quê mình ở xứ Nghệ các bạn ạ, quê hương của Bác Hồ, cho nên là mình rất là quý mến nơi sinh ra mình. Cũng là một món rất là ngon. Chúng tôi đã phát minh ra rất là nhiều món ngon mới, đẳng cấp như gà đen, dê quay, cầy quay, heo rừng quay, lá mắc mật, dúi hấp và ba nấu chuối xanh. Đó, nhiều món ngon lắm.
Cái lẩu có chưa? Đem ra đây giao luôn à. Giao cái lẩu. Một giờ ba mươi là ra cày quanh nha.